Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 41, phẩm thập định thứ 27. Thứ ba, thần thông tam muội thứ tự đi đến cõi nước chư Phật. Phật tử, thế nào là thần thông tam muội thứ tự đi đến cõi nước chư Phật của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là thần thông tam muội thứ tự đi đến cõi nước chư Phật của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này qua phương đông vô số thế giới, lại qua khỏi các thế giới đó, nhiều như số hạt bụi thế giới, ở trong các thế giới đó nhập tam muội này. Hoặc sát na nhập, hoặc khoảnh khắc nhập, hoặc liên tục nhập, hoặc mặt trời mọc nhập, hoặc giữa trưa nhập, hoặc mặt trời lặn nhập, hoặc ban đêm nhập, hoặc nửa đêm nhập, hoặc cuối đêm nhập, hoặc một ngày nhập, hoặc năm ngày nhập, hoặc nửa tháng nhập, hoặc một tháng nhập, hoặc một năm nhập, hoặc trăm năm nhập, hoặc ngàn năm nhập, hoặc trăm ngàn năm nhập, hoặc ức năm nhập, hoặc trăm ngàn ức năm nhập, hoặc trăm ngàn na do tha ức năm nhập, hoặc một kiếp nhập, hoặc trăm kiếp nhập, hoặc trăm ngàn kiếp nhập, hoặc trăm ngàn na do tha ức kiếp nhập, hoặc vô số kiếp nhập, hoặc vô lượng kiếp nhập, hoặc vô biên kiếp nhập, hoặc vô đẳng kiếp nhập, hoặc bất khả số kiếp nhập, hoặc bất khả xưng kiếp nhập, hoặc bất khả tư kiếp nhập, hoặc bất khả lượng kiếp nhập, hoặc bất khả thuyết kiếp nhập, hoặc bất khả thuyết kiếp nhập. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trải qua phương đông vô số vô lượng thế giới, lại trải qua các thế giới đó nhiều như số hạt bụi thế giới, ở trong các thế giới nhiều như số hạt bụi đó nhập thần thông tam muội thứ lớp đi đến cõi nước chư Phật, hoặc khoảng sát na nhập vào tam muội này, hoặc trong khoảnh khắc nhập vào tam muội này, hoặc liên tục không ngừng nhập tam muội này, hoặc khi mặt trời mọc nhập tam muội này, hoặc lúc giữa trưa nhập tam muội này, hoặc lúc mặt trời lặn nhập tam muội này, hoặc lúc đầu hôm nhập tam muội này, hoặc lúc nửa đêm nhập tam muội này, hoặc lúc cuối đêm nhập tam muội này, hoặc tại một ngày nhập tam muội này, hoặc tại năm ngày nhập tam muội này, hoặc tại nửa tháng nhập tam muội này, hoặc tại một tháng nhập tam muội này, hoặc tại một năm nhập tam muội này, hoặc tại trăm năm nhập tam muội này, hoặc tại ngàn năm nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn năm nhập tam muội này, hoặc tại ước năm nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn ước năm nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn na do tha ước năm nhập tam muội này, hoặc tại một kiếp nhập tam muội này, hoặc tại trăm kiếp nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn kiếp nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn na do tha ước kiếp nhập tam muội này, hoặc tại vô số kiếp nhập tam muội này, hoặc tại vô lượng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại vô biên kiếp nhập tam muội này, hoặc tại vô đẳng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả số kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả xưng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả tư kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả lượng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả thuyết kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả thuyết kiếp nhập tam muội này, hoặc lâu hoặc gần, hoặc pháp hoặc thời, đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát ở đó chẳng sinh phân biệt, tâm không nhiễm trước, chẳng nghĩ hai, chẳng nghĩ chẳng hai, chẳng nghĩ khắp, chẳng phân biệt. Tuy lìa phân biệt đây, mà dùng thần thông phương tiện từ tam muội khởi, nơi tất cả pháp không quên không mất, đến nơi rốt ráo, ví như mặt trời đi vòng quanh chiếu khắp, ngày đêm không ngừng, mặt trời mọc lên gọi là ngày, mặt trời lặn gọi là đêm, ngày cũng chẳng sinh, đêm cũng chẳng diệt. Đại Bồ Tát nơi vô số thế giới, nhập thần thông tam muội, nhập tam muội rồi thấy rõ vô số thế giới đó cũng là như thế. Hoặc thời gian lâu dài, hoặc thời gian ngắn, hoặc nhập định pháp này, hoặc nhập định thời gian này, có đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát nhập vào tam muội này chẳng sinh tâm phân biệt, tâm chẳng chấp trước, cũng chẳng nghĩ đến hai thứ pháp này, cũng chẳng nghĩ chẳng phải hai thứ pháp này, cũng chẳng nghĩ khắp cùng, cũng chẳng nghĩ đặc biệt. Tuy nhiên Bồ Tát lìa khỏi sự phân biệt, mà dùng trí huệ thần thông phương tiện từ trong tam muội xuất định, đối với tất cả pháp chẳng quên chẳng mất đến nơi rốt ráo, giống như mặt trời đi vòng quanh chiếu khắp thế gian, ngày đêm chiếu sáng không ngừng. Mặt trời mọc gọi là ngày, mặt trời lặn gọi là đêm, ngày cũng chẳng sinh, đêm cũng không diệt. Đại Bồ Tát ở trong vô số thế giới nhập vào thần thông tam muội, thấy rõ vô số thế giới như thế, cũng giống như mặt trời chiếu sáng khắp. Phật tử, đó là thần thông đại tam muội thứ ba, thiện xảo trí thứ lớp đi đến các cõi nước chư Phật của Đại Bồ Tát. Các vị Phật tử, đó là thần thông đại tam muội thứ ba, thiện xảo trí huệ thứ lớp đi đến các cõi nước chư Phật của Đại Bồ Tát tu. Thứ tư, tam muội thanh tịnh thâm tâm hạnh. Phật tử, thế nào là tam muội thanh tịnh thâm tâm hạnh của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là tam muội thanh tịnh thâm tâm hạnh của Đại Bồ Tát tu?
Phật tử, Đại Bồ Tát này biết số thân chư Phật đồng chúng sinh, thấy vô lượng Phật hơn số hạt bụi A Tăng Kỳ thế giới. Ở nơi mỗi chỗ các Như Lai đó đem tất cả các thứ hương thơm dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ hoa đẹp dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ lọng lớn như A Tăng Kỳ cõi Phật dâng lên cúng dường, đem tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp hơn hẳn tất cả thế giới dâng lên cúng dường, giải tất cả các thứ báu dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm nơi kinh hành dâng lên cúng dường, đem tất cả vô số mani bảo tạng thượng hạng dâng lên cúng dường, dùng Phật thần lực hóa ra ẩm thực thượng vị hơn các cõi trời dâng lên cúng dường. Tất cả cõi Phật có đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng, dùng thần lực đầy đều nhấp lấy dâng lên cúng dường. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này tu Bồ Tát Đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành. Ngài biết có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu vị Phật. Thấy được vô lượng vô biên chư Phật, số lượng đó đã vượt qua số hạt bụi A Tăng Kỳ thế giới. Ở tại mỗi chỗ vị Phật đem tất cả các thứ hương thơm để cúng dường Phật, lại đem tất cả các thứ hoa đẹp để cúng dường Phật, đem tất cả các thứ lọng báu lớn như A Tăng Kỳ cõi Phật dâng lên cúng dường, đem tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp hơn hẳn tất cả thế giới dâng lên cúng dường, giải tất cả các thứ báu đẹp dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm nơi kinh hành dâng lên cúng dường, đem tất cả vô số mani bảo tạng thượng hạng dâng lên cúng dường, dùng Phật thần lực hóa ra ẩm thực thượng vị hơn các cõi trời dâng lên cúng dường. Hết thảy mười phương ba đời tất cả cõi Phật đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng, Bồ Tát dùng sức thần thông nhấp lấy để dâng lên cúng dường. Ở nơi mỗi các Như Lai đó cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ, thưa hỏi Phật pháp, khen Phật bình đẳng, tán thán công đức chư Phật rộng lớn vào đại bi của chư Phật đã vào, đắc được sức bình đẳng vô ngại của Phật trong khoảng một niệm, xuyên cầu diệu pháp ở chỗ tất cả chư Phật. Nhưng tướng thì hiện ra đời và niết bàn của chư Phật như vậy đều vô sở đắc, như tâm tán động, biết rõ sở duyên khác biệt. Tâm khởi, chẳng biết duyên khởi chỗ nào. Tâm diệt, chẳng biết duyên diệt chỗ nào. Đại Bồ Tát này cũng là như thế, chọn không phân biệt tướng ra đời và niết bàn của Như Lai. Bồ Tát ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật, cung kính Phật, tôn trọng Phật, đảnh lễ chân Phật, lễ lại cung kính, năm thể sát đất, để thưa hỏi Phật pháp, tán thán trí huệ bình đẳng của chư Phật, khen ngợi công đức rộng lớn của chư Phật, nhập vào đại bi trí huệ của tất cả chư Phật đã chứng được, đắc được pháp môn bình đẳng của Phật, chẳng có sức lực chướng ngại. Trong một niệm, đến được hết thảy đạo tràng của tất cả chư Phật, xiên cầu tất cả diệu pháp của chư Phật nói. Tuy nhiên là như vậy, song đối với chư Phật xuất hiện ra đời hoặc vào niết bàn, những tướng như thế đều vô sở đắc. Tôi cũng là chẳng có mọi sự chấp trước, giống như tâm tán loạn, biết rõ sở duyên như thế nào. Khi tâm niệm sinh khởi, cũng chẳng biết tại sao sinh khởi. Khi tâm niệm ngừng, cũng chẳng biết tại sao ngừng. Đại Bồ Tát cũng như thế, chọn không phân biệt tướng và xuất hiện ra đời hoặc vào niết bàn. Phật tử như rừng diệm giữa ban ngày, chẳng phải từ mây sinh ra, chẳng phải từ sông sinh ra, chẳng ở nơi đất, chẳng ở nơi nước, chẳng có chẳng không, chẳng thiện chẳng ác, chẳng sạch chẳng dơ, không thể uống rửa được, không thể làm ô uế được, chẳng có thể chẳng không thể, chẳng có vị chẳng không vị, bởi do nhân duyên mà hiện tướng nước. Vì thực biết rõ, xa nhìn tượng như nước mà khởi tưởng nước, đến gần thì không có, tưởng nước tự diệt mất. Đại Bồ Tát này cũng là như thế, chẳng đắc được tướng ra đời và niết bàn của Như Lai. Chư Phật có tướng và không tướng đều do tâm tưởng phân biệt. Các vị đệ tử của Phật giống như rừng diệm giữa ban ngày, ở xa nhìn tựa như có, đến gần thì chẳng có. Rừng diệm chẳng phải từ trong mây sinh ra, cũng chẳng phải từ trong sông sinh ra, cũng chẳng từ đất sinh lên, cũng chẳng từ nước sinh lên. Nói nó có chăng cũng chẳng có, nói nó chẳng có chăng cũng chẳng phải không có. Nó cũng chẳng thiện, nó cũng chẳng ác, nó cũng chẳng sạch sẽ, nó cũng chẳng dơ bẩn. Tuy ở xa nhìn tựa như nước, nhưng không thể dùng để uống, không thể dùng để rửa, cũng không thể làm ô uế nó được. Ở gần nhìn nó chẳng có thể tướng vật gì, ở xa nhìn tựa như có thể tướng. Nó chẳng có vị gì hết, nó cũng chẳng phải không có vị, bởi do đủ thứ nhân duyên cho nên hiện ra tướng nước. Nếu nhận thức biết rõ thì tự nhiên sẽ minh bạch, ở xa nhìn tựa như nước, nên trong tâm khởi vọng tưởng nước, đến gần thì không có tướng nước, nên vọng tưởng nước tự diệt mất. Đại Bồ Tát này cũng là như thế, ngài minh bạch chẳng có tướng ra đời của Phật và cũng chẳng có tướng niết bàn của Phật, hoặc là có tướng hoặc là không tướng, đó đều do hiện tượng tâm vọng tưởng phân biệt. Phật tử, tam muội này gọi là thanh tịnh thâm tâm hành. Đại Bồ Tát nơi tam muội này vào rồi thì khởi, khởi rồi chẳng mất,
ví như có người ngủ thức dậy, nhớ việc trong mộng. Khi thức giấc, tuy không ở trong cảnh mộng mà nhớ lại được tâm không quên mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào tam muội thấy Phật nghe Pháp, từ định dậy nhớ trì chẳng quên, đem Pháp này diễn nói trong tất cả đạo tràng chúng hội, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng nghĩa bí thảy đều thông đạt, tất cả pháp môn cũng đều thanh tịnh, thắp sáng đuốc đại trí huệ, nối tiếp giống chư Phật, đầy đủ vô ý, biện tài không cạn, khai thị diễn nói tạng Pháp thâm sâu. Các vị đệ tử của Phật, tên tam muội này gọi là thanh tịnh thâm tâm hành. Đại Bồ Tát đối với tam muội này nhập định rồi lại xuất định rồi đối với cảnh giới ở trong định tâm chẳng quên mất. Ví như có người ngủ thức dậy, nhớ lại cảnh giới ở trong chiềm bào. Khi thức tỉnh, tuy nhiên không ở trong cảnh mộng mà nhớ được tất cả sự vật phát sinh ở trong mộng, tâm không quên mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhập vào trong định, thấy Phật nghe Pháp, từ trong định dậy nhớ trì chẳng quên mất. Bèn đem Pháp này diễn nói trong tất cả đạo tràng chúng hội, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên nghĩa lý, hoàn toàn minh bạch thông đạt không chướng ngại, tất cả pháp môn tu đều được thanh tịnh, thắp sáng lên đuốc lớn đại trí huệ, trường dưỡng hạt giống chư Phật, oai đức vô úy đầy đủ viên mãn, biện tài vô ngại thao thao bất tuyệt, khai thị diễn nói tạng Pháp thâm sâu vô thượng. Đó là đại tam muội thiện xảo trí thanh tịnh thâm tâm hành thứ tư của Đại Bồ Tát. Đó là đại tam muội thiện xảo trí thanh tịnh thâm tâm hành thứ tư của Đại Bồ Tát tu. Thứ năm, tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng. Phật tử, thế nào là tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng của Đại Bồ Tát tu? Phật tử, Đại Bồ Tát này biết chư Phật quá khứ xuất hiện, đó là trong kiếp thứ tự các cõi thứ tự, trong cõi thứ tự các kiếp thứ tự, trong kiếp thứ tự chư Phật xuất hiện thứ tự, trong Phật xuất hiện thứ tự nói Pháp thứ tự, trong sự nói Pháp thứ tự, các tâm ưa thích thứ tự, trong tâm ưa thích thứ tự, các căn thứ tự, trong căn thứ tự, điều phục thứ tự, trong sự điều phục thứ tự, chư Phật thọ mạng thứ tự, trong sự thọ mạng thứ tự, biết ức Na Do Tha 5 tuổi, số lượng thứ tự. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, biết chư Phật quá khứ xuất hiện ra đời, lại biết trong kiếp quá khứ thứ tự, cõi nước chư Phật thứ tự, và trong cõi nước chư Phật thứ tự, hết thảy kiếp thứ tự biết rõ với nhau, lại biết thứ tự ở trong kiếp đó, thứ tự có vị Phật nào xuất hiện ra đời, ở trong vị Phật nào xuất hiện thứ tự, vị đó nói Pháp thứ tự, trước hết nói Pháp gì, sau đó nói Pháp gì, đều biết rõ hết. Ở trong việc Phật nói Pháp thứ tự, lại biết tất cả tâm hoan hỷ thứ tự, ở trong tất cả tâm hoan hỷ thứ tự, lại biết tất cả các căn thứ tự, ở trong tất cả các căn thứ tự, biết dùng phương pháp gì để thứ tự điều phục chúng sinh, ở trong sự thứ tự điều phục chúng sinh, biết chư Phật thọ mạng thứ tự, trong sự thọ mạng thứ tự của chư Phật, biết ước Na Do Tha 5 tuổi số lượng thứ tự. Phật tử, vì Đại Bồ Tát này đắc được vô biên trí huệ thứ tự như vậy, nên biết chư Phật quá khứ, nên biết các cõi quá khứ, nên biết pháp môn quá khứ, nên biết các kiếp quá khứ, nên biết các pháp quá khứ, nên biết các tâm quá khứ, nên biết các sự hiểu biết quá khứ, nên biết các chúng sinh quá khứ, nên biết các phiền não quá khứ, nên biết các nghi thức quá khứ, nên biết các thanh tịnh quá khứ. Các vị đệ tử của Phật, do vị Đại Bồ Tát này đã được vô biên đại trí huệ thứ tự, nên biết tất cả chư Phật quá khứ, nên biết cõi nước chư Phật quá khứ, nên biết pháp môn quá khứ của chư Phật nói, nên biết các kiếp quá khứ, nên biết pháp quá khứ của chư Phật nói, nên biết tất cả tâm chúng sinh quá khứ, nên biết các sự hiểu biết quá khứ của tất cả chúng sinh minh bạch, nên biết các chúng sinh quá khứ là căn tánh gì, nên biết tất cả chúng sinh quá khứ có phiền não gì, nên biết tất cả nghi thức Phật pháp quá khứ, nên biết pháp môn thanh tịnh quá khứ chư Phật nói.